Người đoạt giải hôm nay sẽ là cái người được khán giả yêu mến trong khoảng thời gian ngắn nhất và nỗ lực nhất. Thì tất nhiên những nghệ sĩ anh chị khác nếu không đoạt giải thì sẽ cố gắng hơn trong những năm sau. Và Vĩ Văn cũng gửi lời chúc mừng đến năm đề cử nhé. Ca sĩ triển vọng năm 2016, Lưu Hoàng. Và đã rất là ủng hộ và quan tâm luôn, mà đặc biệt